Tối ngày 18 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Cơ động tuần tra phòng chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe, gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép. Xuất phát lúc 22 giờ, hàng chục trinh sát hình sự và cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động đã phối hợp tuần tra công khai nhiều lượt trên tuyến đường Phạm Văn Đồng. Đây được xem là khu vực phức tạp về tình hình trật tự giao thông, đã từng diễn ra tình trạng thanh niên tụ tập chạy xe thành đoàn. Đến 23 giờ, lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung tại giao lộ Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định tiến hành kiểm tra hành chính đối với nhiều thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tại khu vực kiểm tra hành chính, cảnh sát giao thông đã dừng nhiều xe máy, yêu cầu kiểm tra giấy tờ, kiểm tra cốp xe. Nếu lái xe xuất trình đủ giấy tờ và không vi phạm giao thông thì được cảnh sát giao thông nhắc nhở và cho đi. Hồi nay thì ví dụ một cái vấn đề về tụ tập thì những cái này mà không thanh niên đó thì giống như ví dụ khi mà như giới nghiêm thì đường hay vắng, đường hay tụ tập để đua xe thì em nghĩ là nếu mà đỡ không nên. Giống như là giờ thì quan trọng là ý thức của người dân thôi, thì nên là cố gắng là mà phối hợp với lại chúng tôi đây thì nên là tập tập học kia đó thì nên là ở nhà nhiều hơn, thì nào cũng dịch thì nó hay xảy ra thường xuyên, thì tốt nhất là mình nên ở nhà thường xuyên thì nó sẽ tốt hơn nhất cho ý thức của những cộng đồng. Trong lúc kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện một thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao trong làn đường dành cho xe ô tô trên đường Phạm Văn Đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với cảnh sát hình sự lập tức truy đuổi, đưa được thanh niên về lập biên bản xử lý. Nói chung là em biết cái vi phạm của em ngay từ đầu, nhưng mà tại vì từ đầu là em không có thấy cảnh sát giao thông phía sau, cho nên là em chạy. Lúc đầu là em chạy đến phía kia đã là sai làn đường đúng không? Cho nên là em không thấy cảnh sát. Thì nói chung là chạy nhanh thì biết là sai, nhưng mà chạy ở ngoài thì có gì thì không ảnh hưởng tới người khác. Còn cái việc chạy lên xe máy thì đúng là nó đúng luật, nhưng mà chạy nhanh như cái cách của mình thì sợ liên lụy đến người khác. Sau lần này thì chắc em sẽ đi chậm lại, đúng tốc độ quy định. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản tước bằng lái 2 tháng đối với H vì chạy xe vào đường cấm và điều khiển xe không có kính chiếu hậu. Trước đó, phòng BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang triển khai kế hoạch cao điểm tăng cường phòng chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 14 tháng 6. Trong đợt cao điểm này, cảnh sát giao thông thành phố sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, bố trí lực lượng trên các tuyến đường, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng để tuần tra công khai kết hợp với hóa trang. Cảnh sát giao thông cũng sử dụng camera ghi nhận tình hình diễn biến. Công tác phòng chống đua xe trái phép sẽ được chú trọng trên các tuyến đường phức tạp về tình hình trật tự giao thông như quốc lộ 1, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Nguyễn Văn Linh. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.